Cửa hàng Nhật Nông Cơ xin mến chào tất cả các quý khách hàng. Nay em sẽ giới thiệu đến tất cả mọi người một cây máy phát cỏ hàng của Komatsu Genwatt G2K. Thì đời này rất thích hợp cho những anh em nào sử dụng cắt cỏ gia đình nhà vườn. Đó. Giờ em sẽ quay chi tiết cho mọi người xem. Đây là mặt lốc trước của máy. Hàng của Komatsu Genwatt nha. Đây. Thì đời này sử dụng bộ tum rời, tum cần rời nha. Rất thích hợp cho những anh em nào ví dụ như ráp vào máy xịt thuốc đeo lưng này, mình có thể ráp máy Nhật này qua mình sử dụng rất là ngon nhé, hoạt động rất là tốt. Đấy, khi nào mình thích phát cỏ mình lại ráp cái cần như này, nói chung chế được rất là nhiều kiểu khác nhau, độ xe đạp nó cũng ok. Đó. Đây là mặt lốc trước của máy, tình trạng máy nguyên bản nhé, không lai một con ốc nha. Lốc trước thì còn rất là khá là đẹp luôn. Đây, các nước sơn nó chưa chảy chuỗi bao nhiêu hết. Từng con ốc là cũng còn vàng nha mọi người. Đó. Và nó thiết kế công tắc sẽ nằm đây. Thì đặc biệt của đời này thì em đã được lên cái bình xăng con, hay còn được gọi là cái chế ha, chế xăng quả gang ngang này nha mọi người. Chế đời mới nhá, chế xăng quả gang ngang, xài rất là ngon nha. Đó, hoạt động cực kỳ lợi xăng, tiết kiệm nguyên liệu rất là tốt, xài rất là ổn định nha mọi người. Này, đây là bên máy hộp giật đằng sau này. Đó. Đây là nắp của nó là nắp kín nha. Dạ. Chờ con chút ạ. Đây là bên mặt bô gió này. Đó. Tay ga của nó được sử dụng tay ga bóp mới. Đó. Đây là tem cần Komatsu Genwatt BC2600. Mà in Japan nha mọi người. Bộ bát đầu bò nói thì có sử dụng bộ bát đệm mủ này mà có cái và có bộ chờ long đền này chống mòn ốc. Đó, giờ sẽ khởi động máy lên cho mọi người nghe nha. Thế này trường hợp để lâu ấy, xong mọi người bơm đầy núm bơm sao phụ ở dưới này. Ở dưới này có một cái núm bơm. Đó, mọi người bơm đầy nó lên. Rồi đây là cái e, để nó lên giật ho một tiếng để xuống là xài bình thường nhé. Rất là êm nha, con tắt đây, bấm trên là tắt. Gati nha mọi người. Của em này là 2.200.000 đồng nhé. Quý khách nào có nhu cầu sở hữu thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em. Số điện thoại của em là 0988628901.